Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio. Chúng mà Ngọc Lan đây đó chính là máy xay nước đá cà phê mini Takio TK2HB. Trong nông nghiệp thì quý vị và các bạn cần phải có đá xay mịn này để có thể ướp được những con tôm, con cá của mình, hay thậm chí là ở trong các quán cà phê, quán bar thì cần phải cá nhỏ để có thể chế biến được những ly nước rất là ngon, những ly cocktail rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là máy xay nước đá cà phê Takio TK2HB. Thành phẩm của chúng ta đều rất là mịn. Hầu như thành phẩm của con máy Takio TK4B và con máy Takio TK2B là giống nhau.